Được rồi, thầy Luân xin kính chào quý khách, cứ dựa tạm đấy cháu. Hôm nay là ngày 2 tháng 4 2019, chúng tôi trân trọng giới thiệu vị một chiếc một bộ hoành phi câu đối bằng gỗ hương đá của Nam Phi. Hương đá rất chi là đẹp đấy, chất liệu gỗ hương đá mà nó tuyệt vời rồi, nó rất giá trị, nó tốt hơn cả gỗ vụ. Ba chữ ở hoành phi đây là Đức Lưu Quang, và bức hoành phi này có kích thước 1m97, ba chữ ở dưới là Đức Lưu Quang. Bộ này chúng tôi là vừa hoàn thiện trong phần mọc, còn chưa đánh giấy ráp hay là cạo lạo gì, cho nên là quý vị nhìn nó như thế này thôi. Khi hoàn thiện lên thì nó rất chi là nổi, và chữ chúng tôi lát vàng lên thì nó tuyệt đỉnh luôn. Video quý vị đang xem chúng tôi quay tại cơ sở 1 của Thành Luân, nằm tại đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Ngoài bộ hoành phi câu đối bằng gỗ hương đá ra, chúng tôi còn rất nhiều, còn bạt ngàn các cái mẫu bằng gỗ vụn, còn rất nhiều. Khách nào có nhu cầu có thể bớt chút thời gian về trực tiếp tại cơ sở của Thành Luân chúng tôi để chiêm ngưỡng và mua sắm, tham quan và mua sắm các sản phẩm đẳng cấp này. Tổ tông công đức thiên niên thịnh, tự nhớ tôn ngàn và đại đây. Cảm ốc đỏ. Bức hoành phi đấy để cho sang bên nhà đó chú nhé. Và thay mặt Đồ Gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn khách đã quan tâm theo dõi. Quý khách đừng quên đăng ký subscribe kênh của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi để liên tục nhận được các thông báo về sản phẩm mà chúng tôi cập nhật hàng ngày. Chúng tôi xin được tạm dừng video clip tại đây và xin chào, hẹn gặp lại khách trong những video clip sau.